Cơm cho các bạn. Một thau cho bàn này 4 người ăn. Món này không có liên quan tới biển nha các bạn. Đậu đũa nè, đậu ve nè, với tôm xong nha. Cái này không liên quan tới biển nha. Cá. Ướp sả, cá chiên, lẩu cá lăng. Bây giờ nước chưa có sôi, chưa có ăn lẩu được nên giờ mình ăn trước cá chiên cái lăng. Thơm nha, nóng nha. Mới chiên tức thời các bạn. Mình lên đảo là mình đầu tiên là mình ăn cho nóng trước rồi mình đi khám phá sau. Khi mình đi khám phá, mình ta chiên ta để đó một lát mình quay lại đồ ăn nó sẽ nguội. Rồi mời các bạn nha. Ở ngoài vàng ở trong trắng nha. Cá này. Cá người ta ướp vừa ăn rồi không cần chấm luôn. Cá bóp các bạn. Bây giờ đổ nó vô nồi lẩu quá, anh chủ nấu ăn nó rất là nhiệt tình các bạn. Nhắc nhở nước đậu xô được. Đổ cá vô. Xử lý con cá này trước cái đã. Món cuối, món là món quốc dân của Việt Nam. Trứng chiên. Tất cả bánh xe vừa chiên nha, nóng hổi nha các bạn. Mình cũng thích ăn trứng không? Bây giờ thử món rau nha, món rau mình chưa có bột cuối ra. Món này là món chinh đất liền nha, không có liên quan tới biển. Cà nó ăn thử luôn. Mời các bạn thử ăn tôm mà không xuất sắc lắm. Cái món mà mình chờ xuất sắc nhất là cái món cá, đậu cá chín rồi, nóng hổi rồi các bạn, bốc khói rồi. Rồi mời các bạn. Cá là mỗi người một con, chứ không phải là mình tính theo cái bộ gặt nhiều lắm. Anh chủ mới chia sẻ các bạn, một phần ăn này tương đương giá khoảng 90 ngàn nha. Anh chủ có kim đầu bếp luôn. Kim là rửa chén, rửa đồ. Nói chung là cái phần cơm như thế này nha. Cơm như thế này á thì bao no. Nhưng mà nó so với cơm bánh xe thì hơn chút. Thì có lẩu cá lăng à, ăn những cái cơm bánh xe thì không bao giờ có. Có trứng, có cá, thịt thôi. Đánh giá là này cho 7 điểm. Cá cũng tươi. Đây miếng cá lăng các bạn. Lộn, miếng cá bóp. Lẩu nha. Ngon, bóp tươi, ngon. Đánh giá 7 điểm nha các bạn. Tắt camera ăn cơm nha. Đây là cái bảng quảng cáo của cái quán ăn mình ăn nè, Thảo Nhã nè. Hòn Máu, Nam Du. Số điện thoại 0124779920. Ăn 3 món, trứng, cá chiên, rau, lẩu, 4 món. Cho 7 điểm nha các bạn. Quán ăn nhà nghỉ Hải Vân, Năm Vàng. Hiện tại rất là ít khách các bạn. Chị chủ này là dân địa phương trên Bảy Máu nè. Nghe chị nói là trên Bảy Máu có sự tích hồi xưa nó có dây máu á. Có dây máu mà làm thuốc nam á, bây giờ thì không có. Đây là cá thu chỉ. Ngon nha. Cá này là cá xương xanh nha. Đó, để ăn lẩu. Còn bên đây là trứng chiên, món quốc dân Việt Nam. Bến xe nào cũng có. Đây. Còn cái cá này là tên là cá hường nha, mặc dù nó không có hường. Đây là khô xương xanh. À, xương xanh. Cái này giá thị trường bao nhiêu tiền chị? 140 ký. Tự làm nhà luôn á. Tự làm nhà luôn, phơi mấy nắng? Một nắng đi rồi mình chiên lên hả? À, bà chủ kim đầu bếp luôn. Bà chủ này bình thường là chỉ đi chơi thôi, đi biển, tắm biển chơi, không có làm. Có đầu bếp làm rồi, nay ít khách, bà chủ bên đích thân cho làm nè. Không có bao giờ mà tắm biển nha. Bà chủ hôm nay ít khách, bà chủ làm xiên cho làm, bình thường là không có làm. Wow. Wow, nhìn hấp dẫn nha các bạn. Hồi chiên cho ăn thử. Xương xanh. Đặc sản của Nam Du là xương xanh, đá me. À, đặc sản của Nam Du là xương xanh và đá me. Đá me thì đã trải nghiệm rồi, còn xương xanh chưa trải nghiệm nha. Bên quán của đó bán 20k. Không, ở bên Nam Du á. Ở đây 25. Bên đây 25 hả? To hơn không? Ly 700 á. Bây giờ mình trải nghiệm chiên cá xương xanh nha các bạn. Bà chủ bà đi làm đá me rồi. Làm đá me cho mình rồi, mình ở đây mình thay thế bà chủ luôn. Mình chiên cá xương xanh.
Cái này sắp được rồi đấy ha. Cái này là tuy là cá khô nhưng mà nó còn tươi lắm. Chắc do có một nắng rồi sao á. Nên còn tươi lắm, nhìn rất là ngon. Mình chiên dùm nên mình không dám để chiên lâu sợ nó cháy. Nếu mà nó chưa đủ thì lát vào chỗ chiên lại, chứ còn nếu để quá lố không giải quyết được. Rồi ok các bạn, cái này thấy mình thấy ok rồi đó. Đây bỏ ba cái mới vô. Đây ly đá me tại Hòn Máu, Nam Du. Thì giá ly đá me là 25k được. Quán này tên là Hải Sản Nam Vàng. Cơm phần, lẩu hải sản, canh chua, cá kho, nước, chiên xào mực. Ấp Hòn Máu, Nam Du, địa chỉ 0914887720, chị Ba. Đây, chị Ba đây, chị Ba đây. Chị Ba, ngoài tên chị Ba còn có tên gì khác chị? Úc Quỳnh, à, chị Ba Úc Quỳnh. Có biệt danh gì không chị? Dạ, giờ ba lưỡi lam, ba búa gì không? Ba cơm không? Hả? Có biệt danh gì không chị? Ba cơm hay là có pháp danh không? Có pháp danh hả? Pháp danh Diệu Lâm à? Có pháp danh. À, wow, rất là hấp dẫn nha các bạn. Ủa, cái này là quay gì vậy? Cái này là quay video. Hôm nay chỗ tài đầu bếp luôn nha. Chiên trứng nè. Mình chỉ làm một lần nha các bạn. Xem nha các bạn. Lửa hơi yếu à, tăng lửa lên coi. Tắt luôn à. Đây là cái chiêu đảo à. Rồi, sắp được rồi. Chỗ tài lật nè. Không lật được các bạn. Cuối cùng cũng hoàn thành nha. Hôm nay mình ra Hòn Máu, Nam Du. May mắn quá các bạn. Mưa quá trời luôn. Người Thái Lan người ta nói có nước là có tiền. Wow. Hòn Máu chào đón mình với một cơn mưa, cơn bão. Bây giờ phải ở trong quán cơm trú mưa. Wow, vui à. Vui nha. Đang chú mua chúng ăn cơm mà. Wow, vẫn chưa có trận mưa các bạn ơi. Từ lúc lên đảo ăn cơm đi được 20m, 30m thì đó là mưa. Ở trong quán ăn nấp mưa tới bây giờ luôn, tới giờ tàu đón rồi mà tàu vẫn chưa vô. Tại chắc là mưa, cần người tàu mới vô. Từng con sóng bạc đầu đây. Nước trong. Khi đến mùa du lịch đó mà nhiều khách du lịch đó, thì ở đây chúng ta sẽ thấy đông nghẹt người nha. Đúng ra là mình sẽ đi khám phá trên cái hòn này, Hòn Máu này, và đi đến thăm một ngôi chùa
trên cái hòn này, nhưng mà do trời mưa cái thịt hủy bỏ hết, coi như là trải nghiệm ăn cơm địa phương trên đảo và uống một vài loại nước càng như là đá me, cà phê sữa. Hẹn dịp khác sẽ quay lại đây khám phá nhiều hơn. Đây nè, kỷ niệm. Rồi, chào tạm biệt Hòn Máu. Hòn Máu chào đón mình bằng cơn mưa ha. Rồi, chuẩn bị lên một cái đảo mới. Cái đảo này, cái hòn này gọi là đảo Hòn Hai Bờ Đập. Ở đây người ta thiết cái cầu tàu bằng mũ các bạn. Đây. Đi rất là trong trên nha. Ở trên không có đi được ta. Tới đây là hết rồi hả? Trên kia người ta chặn rồi sao đi ta? Wow, chỗ này tắm lý tưởng các bạn, cát trắng đẹp lý tưởng nha, ai muốn tắm xuống đây. Wow, ngoài kia người ta giăng dây các bạn, tắm trong cái khu vực giăng dây thôi, ngoài kia là sâu nguy hiểm. Wow, vui các bạn. Lật sắp lật rồi. Wow, quay vòng vòng. Sắp chìm rồi. Chìm rồi, lật. Lật. Nặng quá. Đây có quán ăn các bạn. Quán ăn quán uống nè. Bên cạnh bờ biển nè. Bên đây còn có dịch vụ cano nữa. Loa cầu kéo nè. Wow, chỗ này đẹp nha. Gió rất là mát các bạn, trời không có nắng, gió mát, mới mưa nên không có nắng. Chỗ này khi mà nước biển dâng lên các bạn, dâng hai bên trái bên phải dâng lên, để chỉ còn thể hiện cái đường đi thôi. Để đường đi này thể hiện trên lúc mặt dâng cao thì nó sẽ thấy đi này từ cái hồng kia qua cái hồng. Ở giữa biển có một cái giọng gọi là giọng vô cực, à, đây. Bên nhà tàu á, chỉ cho mình ở trên đây là khoảng hơn 30 phút thôi. Nếu mà mình đi tự túc thì thời gian thoải mái hơn ha. Đi với tàu thì thời gian giới hạn. Rất là nhiều chị em đang tàu kiểu, tàu dáng. Đảo này tên là Hai Bờ Đập. Nghe chị chủ nói là nếu mà mình ở một người là 250 đúng không? Còn hai người là 500 đúng không? Rộng rãi ha, nhưng mà chưa có đầy đủ ha, quạt chưa có luôn mà. Quạt thì có, khi nào khách ngủ thì em trang bị mang lại. Đi vô vào được không? Được, bình thường á. Vô toilet không á. Hai người 500, một người 250. Rộng rãi, rộng quá. Rộng hơn cái nhà nghỉ bình thường luôn. Đúng rồi, toilet. Trong đây giặt đồ được luôn. Này để hai giường cũng được ha. Quá rộng rãi luôn. View biển ở trước này, buổi trưa mình nằm biển. View biển ngay đảo luôn. Đảo Bờ Đập, Hai Bờ Đập. Ở đây mới xây dựng mới có 3 phòng à.
ngay phía trước mặt san hô. À, san hô luôn. À, từ làm lấy đeo mắt kính xuống ngắm ngắm san hô luôn. Quá đẹp. Một em gái đang bị quăng xuống biển. Thời gian cho mình trên đây chỉ có hơn 30 phút thôi, mình chơi một chút thôi, uống chai nước thôi, rồi giờ lên tàu thôi các bạn. Nói chung chỗ này cũng đẹp nha, nó mới làm, mới hoạt động có một năm thôi. Đảo Hòn Hai Bờ Đập. Các bạn ở đây người ta tối giản là tiết kiệm nha, đổ bê tông cốt cây tre nha, đây nè, xếp tre lên sẵn là chờ đổ bê tông thôi nè, tiết kiệm tối đa chi phí. Cây tre nha các bạn, rõ ràng là cây tre nha. Rồi bây giờ chúng mình lên tàu thôi, đi về Nam Du. Cuối cùng là tàu sẽ kiếm một cái bãi san hô nào đó có nhiều san hô và ngừng lại phát áo phao và phát cái mắt kính lặn. Ai muốn xuống đây trải nghiệm ha, bơi lặn ngắm san hô xuống đây. Nhưng phải cẩn thận nha, san hô nhiều lúc nó đá, san hô nhiều lúc nó cào ở chân, nó chảy máu các bạn. Bên đây một thuyền nè, bên đây một thuyền, chụp hình từ sướng ra. Wow, vui ha. Còn cái thuyền bên cạnh thì người ta đang nướng nhum nè, nướng nhum, nấu cháo nhum. Wow, đập nhum xong quăng xuống biển luôn đó. Ai muốn ăn nhum nướng thì liên hệ đây. Rồi tiếp tục một chuyến tàu vào đây để cho mọi người ngắm san hô. Hải sản tươi sống Vẹn Đông. Số điện thoại 0914212112. Đây rất là nhiều các bạn. Wow, cá mú à. Hôm nay tiếp tục quay lại quán cái Hiền Hậu nha. 0943393922 tiếp tục quán Hiền Hậu. Không gian rộng rãi thoáng mát nha các bạn. View bãi biển. Đây là mực các bạn, mực ống nè. Này là nướng mọi ha. Sau đó mình sẽ chấm muối tiêu chanh. Đây là con cá quật nha. Nướng. Đây là con mực nha. Đây là con mực. Nướng dây bạc. Đây là con cá quật. Lúc nãy mình cân là 1,1 kg. Nướng dây bạc. Để có bánh tráng các bạn. Đây có bún nè. Có đầu sống nè. Mà chưa thấy bánh tráng. Đây có bánh tráng đây. Rồi ăn thôi các bạn. Cá này mình mới ăn đầu nha. Cá quịch, quịch nở các bạn. Đậu phộng rất là nhiều luôn. Wow. Rồi ăn thôi các bạn. Đây dĩa mực của mình các bạn. Mực này là mực ống nướng mọi. Đây là mực các bạn. Các bạn nha, mình thưởng thức coi ngon không? Tươi không? Tươi. Trong này có trứng nha các bạn. Rồi mời các bạn nha. Rất là tươi luôn các bạn. Lúc mà mình mua là nó còn bơi luôn các bạn. Mời các bạn nha. Quá tươi, quá ngon.
rồi nó còn sống còn bơi, nhưng mà giá so với Vũng Tàu vẫn rẻ hơn nha. Con mực to các bạn. Rồi mời các bạn nha, rất là ngon các bạn. Hôm nay là đêm cuối mình ở nè Nam Du. Nam Du mình có một điều thất vọng là hiện tượng xả rác quá nhiều. Người dân từ người dân ở đây á, họ sử dụng những căn nhà gần bờ sông, gần biển á, họ xả rác ra rất là nhiều các bạn. Nên lúc trước đó Nam Du nó còn hoang sơ, nhiều người tìm đến nó đẹp. Nhưng nay bị xả rác nhiều quá, mất đi cái hoang sơ rồi. Đúng không? Cũng còn hoang sơ, cũng còn ít người biết tới, nhưng mà mới vừa chớm lên nổi tiếng là bây giờ thành, mình cảm thấy sao lần chuyến đi đầu mình rất là thích nha, nhưng mà chuyến đi thứ hai này mình thấy là người dân xả rác nhiều quá, quá trời rác các bạn. Cái nhà dân miền, cái nhà dân mà bên cạnh biển á, đều xả rác ra ngoài biển, làm cái gì cũng xả ra. Mình sẽ quay một đoạn video cho các bạn xem. Hy vọng á, sau này á là Nam Du sẽ sạch sẽ hơn, đẹp hơn. Cái rau quá mật các bạn, con nhỏ. Nói chung là người ta bán cho mình á thì có con to con nhỏ, nó không có đều nha các bạn. Rồi mời các bạn. Mực này không có xuất sắc lắm nha, được là không xuất sắc lắm. Còn một con xử lý luôn nha. Ngon nha các bạn, tươi ngon nhưng chưa xuất sắc lắm. Ăn mực á mà người ta nướng á, ta quét miếng ớt lên đỏ chét con mực á, nó mới sắc hơn, nó sẽ cay, kích thích vị giác. Ăn cá thôi các bạn, cá quỵt nướng với bạc cùng bánh chén các bạn. Rồi tiếp tục là miếng cá. Wow, cá các bạn trắng tươi nha. Dặn cho nó đơn giản vậy thôi các bạn. Chấm cho nước mắm nha, nước mắm chua ngọt. Rồi mời các bạn, tuyệt vời nha, hành luôn, quá xuất sắc. Rau, dưa, bún, wow, miếng cá các bạn. Wow, rất là thích nha. Rau ở đảo này rất là mắc các bạn, ta nhập cũng có trồng nữa nhưng mà ít rồi, không có đủ nên ta nhập từ đất liền lên, nên rau, giá rau ở đây, cái rau và giá trái cây ở đây rất là mắc. Rồi nhỏ nhỏ xinh xinh. Bánh chén này không có cần bánh nhúng nước đâu. Mời các bạn, tuyệt vời, trái còn bơi. Vừa leo vừa mình kinh nghiệm của mình ha, cũng mỏng thôi. Đây các bạn, wow, miếng đậu phộng lên nữa. Wow, cú này là hai nốt nhạc nha các bạn, tuyệt vời. Lúc này tham quá các bạn, con cá thực chất là nó hơi to nha, 1.1 kg. Con cá này tính ra phải 4 người ăn, chứ một mình chắc không tham nổi. Rau, dưa leo, wow, rất là ngon các bạn. Dằn thêm miếng rau lên nữa cho nó khỏi tuột. Hai nốt nhạc các bạn, một nốt nha. Cá rất là tươi, rất là ngọt luôn, kết hợp với bánh tráng, rau sống nữa, tuyệt vời. Cá này tên là cá quỵt nha các bạn, cá quỵt nở rất là ngon, cá biển. Tắt camera ăn thôi các bạn, nhiều quá, cố gắng ăn. Ăn sáng thôi các bạn, cơm sườn, trứng đó, ấp la, vậy thôi, cơm đóng. Mời các bạn, miếng sườn không có to lắm nha, có miếng bì nè. Thử miếng sườn trước nha, không to lắm nha, miếng sườn cũng tạm được thôi. Được, ướp được, ngon. Có mùi mật ong, miếng sườn này có mùi mật ong, ngon. Trứng chưa có chín nha, rồi lòng đào đỏ.
cơm này là cơm thường chứ không phải cơm tấm, là cơm thường. Mình thốt ly nước mía của đảo Nam Du 15k. Mời các bạn nha. Ngọt ngon. Tắt camera đi ăn cơm nè. Rồi bây giờ 9 giờ là hơn rồi, mình ra tàu đi về hướng đảo Hòn Sơn. Mưa đây nha các bạn, mưa nè, mưa tầm tã nè. Bây giờ ra tàu đi về Hòn Sơn, đi thôi. Chia tay Nam Du nha, hẹn dịp khác sẽ quay lại. Hy vọng lần sau Nam Du đi sẽ sạch sẽ hơn. Wow, lần này lúc mì thì mình ngồi dưới nha, bây giờ lúc về ngồi trên. Rồi tới Hòn Sơn các bạn, chuẩn bị lên Hòn Sơn nha. Wow. Bốn trăm rưỡi hả? Ví dụ em thích em mở nhiều ngày em mở có bớt không anh? Có anh mở nhiều ngày bớt, nhưng mà để em coi mai có phòng trống không em mới cho anh ở nhiều ngày được. 450. Nếu mà anh ở nhiều ngày là anh ở tầm mấy ngày? Ví dụ như là 3 ngày chẳng hạn. Rồi ngày mai em hết phòng rồi anh ơi, hôm nay em thì có. Để bán nước cho khách chờ. Cái nhà nghỉ mình vừa review các bạn là cái tên là Thương Hao Bãi Bất Hòn Sơn, 0913333930, nằm ngay cầu tàu luôn các bạn, đó nằm ngay cầu tàu luôn nè. Chỗ này ở thì rất là tiện ha, đi về ha. Mở điện cho anh đi. Wow, màu vàng ha, máy lạnh nha, ghế ngồi nha, máy sấy nha. Rồi, view mấy nhà nè. Phòng này giá nhiêu vậy em? Cũng sạch đẹp ha, lịch sự. 440. Đây là homestay The Buck ha. Homestay cũng rất là đẹp. Nhưng mà tại vì là đồ ta còn phải lại chút xíu ta về. Chút xíu tại vậy. Dạ. Bay cái cáp cho mèo. Phòng này mấy trăm anh? Dạ phòng này 400 anh. Toilet rộng lắm. Đây là số lần phòng toilet rộng luôn. Là chỉ còn phòng với là chỉ còn một đêm một đó. Một đêm một ha. Dạ ngày mai là chính đó. Ngày mai là tới đặt rồi ha. Dạ. Bốn trăm.